anh mà quên giấy tờ nhá, thế anh bảo chú à quay về nhà anh kiểm tra nhá. Anh kiểm soát ở đây không hay là thế chú cho anh kiểm tra cái tỉnh cái chuyên đề của các chú. Thôi cái gì đã cho người điều khiển phương tiện xem. Không, anh không phải điều khiển phương tiện, các anh phải công khai, các anh phải công khai, người dân được phép quay, được phép kiểm chứng. Không anh quay đấy, anh cho cái chuyên đề ra đây để người dân người ta quay, người ta kiểm chứng. Tôi không thể làm thế được của anh đâu. Em nói anh nhá, mai mốt. Bởi vì anh không phải là người điều khiển. Này, em nói anh nhá. Tôi nói về tôi sẽ không trả lời những câu hỏi ngoài lề. Không bao giờ có. Thế mai mốt em mà đi làm với châu, anh hỏi giấy tờ em bảo về nhà, tôi quên ở nhà. Đấy là thế à? Anh hỏi nhá. Đấy là công an huyện Châu nhá. Tuần tra kiểm soát lưu động này không? Anh không có. Dừng lại không bao giờ cho đi. Các anh cho em kiểm tra cái chuyên đề rồi cho đi. Còn phạt bao nhiêu bọn em nó cũng nộp, nó đóng luôn đấy. Nếu anh em nó làm sai em khiếu nại thoải mái. Không có khiếu nại. Các anh làm việc, các anh dừng phương tiện ở đây thì các anh phải có trách nhiệm là trưng giấy tờ của các anh ở đây. Chứ còn bây giờ các anh bỏ bọn em về nhá, em nói với anh nhá. Nói với anh nhá. Mai mốt em đi chơi nhá. Em bảo quên giấy tờ, các anh bảo đừng quên à. Đó, tôi đã bảo. Đấy, thế tôi về nhà. Tôi đã bảo là chúng tôi đã bảo là đã cho người vi phạm xem và cho đây người dân được kiểm tra, kiểm chứng. Anh đang bảo xem. Anh không được kiểm tra. Còn không đây, bọn anh được kiểm, được phép kiểm tra, kiểm chứng. Anh vào trong kia đồng chí tổ trưởng cho anh xem. Cho ra ngoài này để người dân người ta quay. Lần nữa. Là tức là đọc cho tôi. Chứ còn mai mốt tôi vừa đi xây không bảo là kiểm tra giấy tờ, tôi bảo tôi để quên nhà, không có về nhà tôi, không kiểm tra không? À, không có kiểm tra ở nhà tôi. Anh đừng có hỏi những câu hỏi. Đây, câu hỏi nó là đúng, nó là xứng đáng. Giấy tờ điều khiển phương tiện phải thật, phải mang theo khi con anh thì phải anh. Tôi nói với ông là ông đưa đúng cái chuyên đề của ông, hôm nay ông tuần tra kiểm tra ở tiếng nước ngoài thì bọn tôi ok nộp phạt đầy đủ, không xin các ông một đồng nào. Chẳng biết anh là anh uống rượu bia không, anh đi bộ đến đây anh hỏi. Ê, tôi uống rượu bia mà. Thế pháp luật người ta không cấm tôi uống rượu bia, không có cái gì vô lý. Tôi được phép là kiểm tra, giám sát anh đi bộ, anh giám sát anh, giám sát anh, giám sát anh. Anh giám sát anh đứng đây anh quay qua đây, đang quay đây. Thế nhưng anh cho cái chuyên đề ra đây. Còn cái việc anh không có thẩm quyền để kiểm tra chúng tôi. Sao nó không có thẩm quyền? Thế các anh có thẩm quyền thì các anh kiểm tra bọn tôi. Tôi nói nào, nói với anh là anh có thẩm quyền gì? Anh kiểm tra bọn tôi. Nào, anh có thẩm quyền gì? Trả lời luôn một câu. Mai cho cái thằng cu Tuấn Hồ Mã nó hỏi chuyện các bạn này. Đây, Lâm ơi. Sao thế bạn có thẩm quyền thì bạn hỏi cho. Ra đây ơi. Thế bạn có thẩm quyền thì bạn hỏi vào tôi. Thì anh nếu mà anh không có liên quan gì đến tôi mời anh đi ra đi thôi. Tôi là người dân, tôi có quyền giám sát anh. Giám sát theo 267 anh. Thế còn anh đọc kỹ đi. Tôi nói với Lâm này ở chỗ nha. Anh đọc kỹ đi. Bởi là sao các anh đi làm nhá, các anh còn không mang giấy tờ. Thế ngày mai ngày mốt các anh bắt vào tôi giấy tờ đâu. Tôi đã niêm yết, chúng tôi đã niêm yết công khai. Không bao giờ có niêm yết. Thế ngày mai ngày mốt tôi đến cơ quan. Tôi. Anh cứ đến đấy mà xem. À, thì không có đó, anh nói với chú nhá. Thế mình đi mình phạt lỗi, mình bảo quên giấy tờ. Nó có đến nhà mình nó xem không? Anh giám sát. À, chú này là cái thằng cu cán bộ xã này. Anh nói thế, anh nói thật luôn mà. Bây giờ anh vẫn đang nói, anh sợ cái gì? Nói nó phải đúng. Còn bây giờ vẫn cứ phải. Các anh cứ cho cái chuyên đề ra đây. Đúng, chuẩn chỉ. Anh sai cái gì? Anh sai thì anh chịu cơ mà. Phạt bao nhiêu triệu cơ mà, cho anh xem cái chuyên đề. Thế anh bảo gì? Nào. Bây giờ anh vẫn đang sai, anh đi xe đây, anh vẫn đang sai đây, uống rượu anh vẫn đang sai đây. Nhưng các anh còn đưa được ra cái chuyên đề ra đâu. Thế này, không bao giờ bảo về cơ quan huyện nhá. Đừng có nói, thế các bạn bảo, tôi mời tất cả các bạn, mà tôi các bạn ra vào không? Hả? Anh mời các chú ở nhà anh uống nước đấy, các chú vào không? Tôi đang làm việc. Anh mời các chú ở nhà anh uống nước đấy, các chú ra vào không? Mình say rồi, mình về nhà nghỉ ngơi chứ. Không, nói nó phải chuẩn, nó phải đúng. Không phải anh nghĩ gì hết, bọn này nó cha, nó chất. Không có gì. Có làm gì làm, có anh nó chuẩn, có tôi không xin anh. Sai tôi chịu. Vừa bẩn các ông, mai các ông lên là trăng nhất luôn. Sợ cái gì? Đây cả cái thằng cu Bắc mà mai đâu. Bạn nó quay thả mái. Cho mày nhịn hết cả trồng rau, trồng dưa. Bây giờ đi kiểm tra dân mà chuyên đề không có, kiểm tra cái gì? Thế bảo mình về công an huyện, thế mai muốn nó còng tay mình, nó bắt mình chịu tội, mình phải chịu à? Mẹ mai tao cho mày xuống làm dân thường luôn, mẹ toàn cái đồ ngu, cả cái bà Kim thế. Mồm thì to. Không bao giờ. Bắt dừng lại, kiểm tra chuyên đề đã.
chuyên đề nó không có tuần tra kiểm soát lưu động cái tuyến đường quốc lộ này luôn. Bớ mà bắt dừng lại luôn, đi mẹ cho đến sáng luôn. Thôi thua rồi cái gì, anh có chịu không? Còn 1 triệu em không cản trở luôn, bây giờ vẫn đang quay mà. Ông bảo cản trở, ai cản trở? Thì anh đi ra đi để cho anh em một không cản trở, các anh cho em chuyên đề xem chuyên đề. Không à, chú nó nhỏ thôi. Thôi bị tích được lắm. Còn là anh nói với chú này cái xe đấy anh xác định anh. Đúng rồi. Mày cho anh xem cái chuyên đề. Không, anh ơi, anh xích xe anh xuống. Không bao giờ có. Nhá, thế mai mốt nhá. Là anh quay thùng nhá với tất cả anh em nhá, cán bộ huyện Yên Châu nhá. Mai mốt nó kiểm tra đây tôi bảo về nhà tôi nhá. Tôi bảo không, về nhà tôi kiểm tra nhá. Đấy nhá, toàn bộ là nhân dân huyện trực ban trực tuyến nhá. Cán bộ nhà huyện Yên Châu này bảo nếu như kiểm tra chuyên đề các cái là xuống công an huyện. Thế mai bớt tất cả các anh về nhà tôi kiểm tra nhá. Bây giờ nếu anh quay anh phải nói tôi không phải là người điều khiển xe nhá. Không, anh phải nói rõ như thế. Anh không nói, anh không nói. Không thì anh em mình lại đánh cháo khái niệm, anh hiểu chưa? Không, anh vẫn chưa. Anh chịu trách nhiệm mà tôi. Anh phải đánh, anh phải nói rõ. Anh chịu trách nhiệm. Anh phải nói rõ là tôi là người dắt xe qua đường.